trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Lý do giúp Nga kiểm soát Vuleda, tiền quân thần tốc tại Donetsk. Ukraine đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng, sản xuất 4 triệu UAV mỗi năm. Ông Putin chơi bài tẩy trước phương Tây, lối thoát nào cho ông Zelensky sắp tới? Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong suốt hơn 2 năm xung đột, Nga được cho là đã liên tục cải thiện các chiến thuật quân sự của mình tại Donetsk, gây rất nhiều khó khăn cho quân đội Ukraine. Theo tờ Washington Post, nhà phân tích Phần Lan Pasi Pironen cho biết, quân đội Nga đã chiếm đóng lãnh thổ vào tháng 8 và tháng 9 với tốc độ chưa từng thấy kể từ năm 2022. Theo tờ báo, trong 2 tháng này, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã kiểm soát 823 km vuông, trong đó 694 km vuông nằm trên lãnh thổ giữa Bắc Mút và Vuleda. Đây là tốc độ tiến quân nhanh chưa từng được ghi nhận của quân đội Moscow kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ tại Đông Âu. Một ví dụ điển hình có thể nói tới là Vuleda, thành trì chiến lược được coi là trái tim của vùng Donetsk và cũng là pháo đài bất khả xâm phạm của Ukraine các kênh shot Telegram và các blogger quân sự ủng hộ Moscow gần đây cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Vuleda ở khu vực Donetsk, đô miền đông Ukraine. Song song với đó, những hình ảnh quân nhân Nga vẫy cờ trên mái tòa nhà hành chính ở trung tâm đô thị này cũng cho thấy Moscow đã đánh bật lữ đoàn 72 của Ukraine khỏi đây. Nga bắt đầu quan tâm đến Vuleda từ khi họ kiểm soát được Adipka. Tuy nhiên, sau hai cuộc tấn công lớn vào đây vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Moscow vẫn chưa thể hiện thực hóa tham vọng của mình. Thế nhưng, việc Nga kiểm soát được Vuleda ở thời điểm hiện tại đã cho thấy việc thay đổi chiến thuật của họ là có hiệu quả. Theo Washington Post, Nga đang triển khai từng nhóm nhỏ tấn công các lực lượng Ukraine, giảm thiểu khả năng bị phát hiện và khiến việc bắn trả của đối phương trở nên khó khăn. Chiến thuật này được hỗ trợ bằng số lượng pháo binh và máy bay không người lái vượt trội. Nga cũng đã cải thiện khả năng liên lạc trên chiến tuyến, giúp các đơn vị phối hợp tốt hơn khi tấn công. Binh sĩ Ukraine cho biết, Mặc dù chịu tổn thất rất lớn, nhưng Nga có đủ quân số để duy trì sức ép. Trong khi đó, viện trợ của phương Tây dành cho Kiev không bù đắp được tình trạng thiếu hụt trang thiết bị. Sự hội tụ của các yếu tố trên kết hợp với thách thức lâu dài của Ukraine trong việc bổ sung lực lượng cho các đơn vị chiến đấu của họ và việc Kiev tập trung vào chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk của Nga đã cho phép Moscow giành được thêm nhiều lãnh thổ ở khu vực Donetsk với tốc độ rất nhanh. Lực lượng Ukraine đã rút lui hàng chục km trên tuyến đầu và đang có nguy cơ bị đánh bật. Ukraine cũng sử dụng chiến thuật tấn công theo từng nhóm nhỏ. Nhưng sự khác biệt chính là việc Nga đang kết hợp lối đánh đó với lợi thế về đạn dược và khả năng chịu đựng tổn thất. Các binh sĩ Ukraine cho biết, thiết bị liên lạc mới cũng giúp các chỉ huy Nga tổ chức các cuộc tấn công tốt hơn và tăng cường khả năng tập kích bằng máy bay không người lái và bom lượn. Lực lượng Nga mới đây được cho là đã thả một quả bom phân mảnh nổ mạnh FAB 9000 xuống các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraina ở Volchansk, vùng Kharkov. FAB-9000 được biết đến là quả bom phi hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí của lực lượng vũ trang Nga. Quả bom này được gọi là Slon, Voi. Theo truyền thông Nga, FAB-9000 có tổng chiều dài khoảng 5m và đường kính thân là 1,2m. Trọng lượng thực tế của sản phẩm vào khoảng 9,4 tấn. Tuy nhiên, hãng thông tấn Ukraina Insider UA đã đăng video lên kênh Telegram của mình, trích lời các blogger quân sự Nga cho biết, quả bom lại là ODAB-9000, một quả bom lượn nặng 3 tấn, đôi khi được gọi là cha của các loại bom. Trang avia.pro cũng đăng tải một đoạn video về vụ tấn công được cho là do quân đội Nga thực hiện tại khu vực Vopchansk và cho biết Nga dường như lần đầu tiên triển khai một trong những loại bom mạnh nhất trong kho vũ khí, ODAB-9000 vụ nổ mạnh đến mức được truyền thông so sánh với một cuộc tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, Đại tá Vitaly Saransev, người phát ngôn của nhóm tác chiến và chiến thuật Kharkov, đã lên tiếng bác bỏ thông tin về việc Nga sử dụng bom ODAB-9000 ở Vopchansk. Theo ông Saransev, việc sử dụng ODAB-9000 đòi hỏi phải có máy bay ném bom chiến lược, chẳng hạn như TU-160. Tuy nhiên, không có chuyển động nào của những máy bay như vậy được ghi nhận trong khu vực. Tiếp đó, một tin nhắn được đăng trên kênh Telegram Isnanka lại cho biết đoạn video đã cho thấy cảnh sử dụng bom FAB-1500. Theo một nghiên cứu viên về sức mạnh biển tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, đoạn phim không nêu rõ liệu quả bom có thực sự là ODAB-9000 hay FAB-9000. Tuy nhiên, người này cho rằng việc sử dụng bom chân không ở Ukraine không phải là hiếm, đồng thời chỉ ra rằng Nga từng sử dụng TOS-1 và TOS-2 các bệ phóng tên lửa có khả năng bắn đầu đạn nhiệt áp cũng như ODAB-1500. Trong bối cảnh đó, giới chức Ukraine cho biết Nga đã điều các máy bay không người lái UAV tấn công hạ tầng tại tỉnh Odessa, gây thiệt hại cho một cơ sở chế biến ngũ cốc và các tòa nhà tại khu vực cửa khẩu biên giới giữa Ukraine với Rumani. Tỉnh trưởng Odessa Olekiper cho biết cuộc tấn công xảy ra tại huyện Ismail của Ukraine gần sông Danube. Ông Oleksiy Kuleba, Phó Thủ tướng phụ trách khôi phục Ukraine cho biết Nga tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống lại ngũ cốc và an ninh lương thực toàn cầu. Tại tỉnh Sumy, UAV Nga đã đánh trúng một trạm biến áp ở phía Bắc và làm hỏng thiết bị. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết trên Telegram, nhà điều hành lưới điện vùng Sumy cho biết vụ tấn công đã khiến hơn 80.000 khách hàng bị mất điện. Không quân Ukraine cho biết đã phá hủy 11 trong số 32 UAV tấn công của Nga được phóng trong đêm. Bốn UAV khác đã rời khỏi không phận Ukraine theo hướng Nga và 10 UAV đã bị phía Ukraine vô hiệu hóa. Nga hiện chưa bình luận về diễn biến trên. Mới đây, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố nước này đã chặn một kế hoạch của Liên minh châu Âu-EU nhằm hỗ trợ Ukraine ứng phó với hoạt động quân sự của Nga. Báo Daily News Hungary đưa tin dẫn lời Ngoại trưởng Szijjarto cho biết sứ mệnh của EU huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ các quốc gia trong khối bắt đầu vào tháng 11 năm 2022 sẽ sớm hết hạn. Do đó, EU đang thảo luận về đề xuất không chỉ gia hạn 2 năm đối với sứ mệnh trên mà còn đưa huấn luyện viên và cố vấn quân sự của khối đến Ukraine. Trên tài khoản mạng xã hội, Ngoại trưởng Hungary viết, Chúng tôi đã nói về cơ quan đối ngoại của EU tại Bruxelles, Bỉ, rằng chúng tôi không thể ủng hộ đề xuất này. Chúng tôi coi đây là một bước đi cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi thấy rằng đề xuất này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mở rộng xung đột. Ngoại trưởng Sergizato cũng nhắc lại quan điểm rằng Budapest không tài trợ cho việc đào tạo binh lính Ukraine và việc huấn luyện cũng không diễn ra trên lãnh thổ Hungary. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng tất cả các nước châu Âu sẽ sớm ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Trong một video được Văn phòng Thủ tướng Hungary công bố trên mạng xã hội X nêu rõ, hiện ở châu âu chỉ hungary coi kiến tạo hòa bình là sứ mệnh của mình nhưng chẳng bao lâu nữa như vấn đề người di cư những nước khác sẽ hiểu ra sai lầm của chiến tranh và đứng về phía hòa bình theo nhà lãnh đạo phương tây liều lĩnh dựa trên những tính toán sai lầm và chiến lược sai lầm đã lao vào cuộc xung đột giữa ukraine và nga tình hình ngày càng phức tạp giao tranh chưa chấm dứt tuy nhiên giải pháp cho cuộc xung đột sẽ không có trên chiến trường chúng ta cần ngừng bắn để đàm phán và hòa bình từ ngày mùng 1 tháng 7, cương vị chủ tịch luân phiên hội đồng EU đã được chuyển giao cho Hungary trong 6 tháng. Ngày mùng 5 tháng 7, ông Oban đã thăm Moscow để gặp tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về những cách thức khả thi giải quyết xung đột ở Ukraina. Sau đó, ông đến Bắc Kinh gặp chủ tịch Tập Cận Bình. Trước chuyến thăm Nga, ông Oban đã tới Kiev thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Cuộc thảo luận tại Nga và Trung Quốc về các sáng kiến hòa bình tiềm năng mà không tính đến ý kiến của EU đã gây ra sự phẫn nộ trong giới lãnh đạo của khối này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, ông Hanno Pepke mới đây cho biết chính phủ nước này đang xem xét khả năng cử binh sĩ tới miền Tây Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu. Cùng với tiết lộ nêu trên, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cũng nhấn mạnh rằng quyết định gửi binh sĩ đến Ukraine phải được thống nhất giữa các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời cần tính đến tất cả các chi tiết trong các biện pháp bảo vệ đội ngũ cũng như hậu cần. Ông Pepke, người đang ở Vaksava, tham dự diễn đàn an ninh vaxava không phải là quan chức Estonia đầu tiên đề cập tới khả năng cử binh sĩ đến Ukraine. Vào giữa tháng 5 vừa qua, khi trả lời phỏng vấn truyền thông, cố vấn của Tổng thống Estonia về an ninh quốc gia, ông Madis Ron cho hay chính phủ nước này đang phân tích khả năng triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine và muốn thực hiện điều đó theo sứ mệnh của NATO để thể hiện sức mạnh tổng hợp và quyết tâm lớn hơn. Theo ông Ro, các cuộc thảo luận đang diễn ra và Estonia sẵn sàng gửi binh sĩ tới Tây Ukraine trong một liên minh nhỏ hơn nếu không được sự đồng thuận chung của NATO. Thư ký báo chí của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, các chính trị gia nhạy cảm ở phương Tây trước đây đã coi trọng các tuyên bố của ông Putin về gian đe hạt nhân. Ông nói thêm rằng, Nga tiến hành dựa trên tiền đề rằng một hoạt động quân sự phải kết thúc bằng việc đạt được các mục tiêu của mình. Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Igis cho rằng, những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc gian đe hạt nhân có nghĩa là nhà lãnh đạo Nga đang sử dụng lợi thế của mình trước phương Tây vào đúng nơi và đúng lúc. Chuyên gia Saner nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuân thủ chính sách rất bình tĩnh, khôn ngoan trước những hành động khiêu khích của phương Tây. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã có những bước đi rất hợp lý và sẽ tiếp tục với tốc độ như vậy. Hãy chú ý đến thông tin mới nhất của ông Putin về học thuyết hạt nhân của Nga. Điều này có nghĩa là ông Putin sẽ chơi con át chủ bài của mình đúng nơi và đúng thời điểm, khi các điều kiện đang nằm trong tay Moscow. Theo ông, phía Nga phản ứng chu đáo và khôn ngoan trước những hành động hấp tấp của phương Tây bằng chứng là quân đội nga chiếm ưu thế rõ ràng trên tiền tuyến đến nay phương tây đã nhiều lần vượt qua làn danh đỏ của nga trong cuộc xung đột ukraine chỉ còn hai làn danh đỏ nữa mà phương tây chưa chạm đến là đưa quân đội vào ukraine và cho phép kiev tấn công vào sâu lãnh thổ nga nếu phương tây tiếp tục vượt những làn danh đỏ này moscow có thể sẽ không còn nhắm mắt làm ngờ về phía ukraine nhà nghiên cứu kinh tế ahmed aden cho rằng chỉ có sẵn sàng đàm phán hòa bình với nga Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới có thể cứu người Ukraine khỏi một mùa đông khó khăn. Chuyên gia này cũng chỉ ra rằng Kiev lo ngại thời tiết lạnh kéo dài và thiếu ánh sáng vì điều này sẽ làm mất tinh thần của một bộ phận người dân vẫn không ủng hộ đàm phán hòa bình với Nga. Trong một bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky tuyên bố rằng tất cả các nhà máy nhiệt điện của Ukraine đã bị phá hủy. Đầu tháng 9, Trung tâm chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã công bố dự báo của chuyên gia Viện Chiến lược Năng lượng Ukraine Yuri Koronchuk. Theo một kịch bản, vào mùa đông sắp tới, người dân Ukraine sẽ phải trải qua tới 20 giờ mỗi ngày trong điều kiện không có nhiệt và ánh sáng. Nếu các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục kết hợp với một số điều kiện khác. Theo dự báo lạc quan từ một chuyên gia, tình trạng mất điện có thể kéo dài tới 12 giờ mỗi ngày. Phát biểu trước các giám đốc điều hành của hàng chục nhà sản xuất vũ khí nước ngoài ở Kiev mới đây, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã ký hợp đồng sản xuất 1,5 triệu thiết bị bay không người lái trong năm nay. Trước đó, nhà lãnh đạo Kiev cho biết mỗi năm Ukraine có thể sản xuất 4 triệu thiết bị bay không người lái và đang nhanh chóng tăng cường sản xuất các loại vũ khí khác. Theo đó, ông Zelensky nhấn mạnh trong điều kiện cực kỳ khó khăn của cuộc xung đột dưới sự tấn công liên tục của Nga Ukraine đã có thể xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng gần như mới. Cũng ngay trong sự kiện trên, các công ty Ukraine và công ty nước ngoài đã ký kết một số thỏa thuận sản xuất đạn dược, các thiết bị bay không người lái khác nhau cũng như sửa chữa thiết bị của phương Tây ở Ukraine. Thủ tướng Denis Mihan trong một sự kiện đã đưa ra phát biểu tương tự, nói rằng Ukraine đã tăng gấp 3 lần tổng sản lượng vũ khí nội địa vào năm 2023 và sau đó tăng gấp đôi số lượng đó chỉ trong 8 tháng đầu năm nay. Các quan chức Ukraine không đưa ra con số cụ thể. Trong suốt 31 tháng nổ ra xung đột với Nga và chưa có dấu hiệu dừng lại, Ukraine tính đến thời điểm này đã chi gần một nửa ngân sách nhà nước, tương đương khoảng 40 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng. Ukraine cũng nhận được một lượng lớn hỗ trợ quân sự cũng như tài chính từ các đồng minh phương Tây. Các quan chức Ukraine cho biết họ dự kiến nguồn tài trợ nước ngoài sẽ giảm dần trong khi nhu cầu quốc phòng của nước này tiếp tục tăng cao, Kyiv ngày càng tập trung vào việc sản xuất trong nước càng nhiều càng tốt. Theo đó, thủ tướng Semihan cho biết chính phủ Ukraine có kế hoạch tăng chi tiêu để giúp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất vũ khí trong nước vào năm 2025. Thủ tướng Ukraine cũng cho biết nhiệm vụ chiến lược của quốc gia là tăng cường năng lực tầm xa trong nước và tạo điều kiện để có lợi thế về công nghệ trước các lực lượng nga. Đồng thời khẳng định ngân sách năm tới dự kiến sẽ tăng 65% kinh phí mua vũ khí. Đây là mức tăng gần 7 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần yêu cầu phương Tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa của những nước này để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thông qua. Theo The New Voice of Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã cho biết do Nga tiếp tục không kích vào cơ sở hạ tầng cảng dân sự ở miền nam Ukraine. Vì vậy, Rumani nên hỗ trợ bắn hạ các thiết bị bay không người lái UAV của Moscow gần biên giới nước này. Trong bài phát biểu, ông Zelensky đã đề cập đến vụ tấn công mới nhất vào một bến phà của Ukraine gần biên giới Rumani. Tổng thống Ukraine nêu rõ các UAV Sahet đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự thông thường, một bến phà xe tải và một đoàn tàu chở ngũ cốc. Với lý do trên, ông Zelensky tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh giúp Ukraine đánh chặn các UAV và tên lửa của Nga. Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ, tôi cảm ơn tất cả các quốc gia thực sự hỗ trợ chúng tôi về phòng không. Tôi đặc biệt cảm ơn Romania đã cung cấp hệ thống phòng không Patriot. Chưa có thông tin chính thức về lời đáp lại của Romania trước kêu gọi của Tổng thống Zelensky. Phát biểu của ông Volodymyr Zelensky được đưa ra trong bối cảnh một quốc gia NATO khác là Croatia cũng từ chối can thiệp sâu vào xung đột Nga-Ukraine. Theo đó, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic vừa mới đây đã tái khẳng định lập trường phản đối cử lực lượng vũ trang Croatia tham gia sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hỗ trợ Ukraine. Phát biểu tại thủ đô Zagreb, Tổng thống Milanovic nhấn mạnh rằng ông từ chối cử lực lượng vũ trang Croatia tham gia sứ mệnh hỗ trợ Ukraine vì điều đó không phù hợp với lợi ích quốc gia và có thể gây nguy hiểm cho người dân Croatia. Tổng thống Milanovic khẳng định thêm rằng, với các chính sách quốc gia có trách nhiệm, Croatia có thể ngăn chặn xung đột lan sang biên giới của nước này và duy trì hòa bình cũng như đảm bảo an ninh. Trước đó, Tổng thống Milanovic đã phản đối việc huấn luyện binh lính Ukraine tại Croatia, viện dẫn những lo ngại về mặt pháp lý. Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều đề xuất đã được đưa ra về việc quân đội NATO có thể hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine trong xung đột với Nga. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định rằng việc này khó có thể xảy ra, dù khối này vẫn hỗ trợ Kyiv vũ khí và đào tạo quân đội. Trong bài tổng hợp ý kiến chuyên gia trên website của Viện Carnegie, đa phần nhà nghiên cứu trả lời câu hỏi đều nhận định các nước châu Âu không muốn đưa quân tới Ukraine, bất kể binh sĩ hay quân nhân của họ đóng vai trò hỗ trợ hay chiến đấu. Lý do vẫn nằm ở vấn đề không để xung đột lan rộng thành một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO với Nga hay châu Âu với Nga. Vừa qua, tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu đề cập đến cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi với các chỉ huy cấp cao, báo cáo về từng khu vực tiền tuyến, năng lực của chúng tôi, năng lực tương lai và nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi, tình hình rất khó khăn. Tổng thống Zelensky lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine phải làm mọi cách có thể vượt qua giai đoạn mùa thu. Ông Zelensky tuyên bố, mọi thứ có thể làm được vào mùa thu này, mọi thứ chúng ta có thể đạt được đều phải đạt được. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, Tổng thống Zelensky chỉ đạo hành động nhanh chóng về quân sự trong những tháng tới. Các blogger quân sự Ukraine đưa tin trong những ngày gần đây rằng lực lượng Nga đã tiến vào thị trấn trên đỉnh đồi Vuleda, nơi lực lượng Ukraine đã bảo vệ trong suốt cuộc xung đột ở phía nam khu vực Donetsk, miền đông Ukraine cũng liên quan đến tình hình giao tranh ở Vuhledar. tờ Kyiv Independent dẫn thông cáo từ nhóm hoạt động chiến lược Khotysia, trực thuộc Lục quân Ukraine viết rằng giới lãnh đạo quân đội nước này đã cho phép các đơn vị phòng thủ Vuhledar rút khỏi thành phố. Thông cáo trên kênh Telegram của Khotysia viết Bộ Tư lệnh cấp cao đã cho phép điều động rút nhiều đơn vị khỏi thành phố Vuhledar để bảo toàn nhân lực cùng trang thiết bị quân sự và di chuyển tới vị trí mới cho những hoạt động tác chiến tiếp theo. Được biết, quân phòng thủ chủ chốt ở Vuleida là Lữ đoàn Cơ giới số 72 Ukraina. Ngoài ra, động thái lực lượng vũ trang Kiev cho rút binh sĩ khỏi thành phố Vuleida diễn ra chỉ vài ngày sau khi chỉ huy quân phòng thủ tại đây là Đại tá Ivan Vinick bị điều chuyển công tác. Ở một diễn biến khác, tại Diễn đàn Quốc tế lần thứ hai về ngành công nghiệp quốc phòng DFNC2 Thủ tướng Ukraine Denis Mihan tuyên bố rằng một trong những nhiệm vụ chính của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine là tăng cường vũ khí tầm xa của Ukraine để không nơi nào ở khu vực châu Âu của Nga an toàn trước các cuộc tấn công của máy bay không người lái và tên lửa Ukraine. Ông Smihan nói, trong số các nhiệm vụ chiến lược là tăng cường vũ khí tầm xa của Ukraine để không còn nơi nào an toàn ở khu vực châu Âu của Nga, nơi mảnh vỡ của máy bay không người lái và tên lửa của chúng tôi không thể bay được. Trang thông tin quân sự của Nga mới đây đã đăng video cho thấy, quân đội Nga đã lần đầu tiên sử dụng một trong những loại bom phi hạt nhân mạnh nhất thế giới mang tên Odab 9000 ở thị trấn điểm nóng Volchansk thuộc tỉnh Khabarovsk. Vụ nổ mạnh đến mức tác động của nó được so sánh với một cuộc tấn công hạt nhân. Song chưa có xác nhận chính thức nào về việc sử dụng loại bom này. Odab 9000 được coi là một trong những quả bom chân không mạnh nhất trong kho vũ khí của quân đội Nga, được thiết kế để phá hủy các công trình kiên cố và tiêu diệt hàng loạt binh sĩ đối phương. Việc sử dụng nó có thể có tác động đáng kể đến diễn biến chiến sự trong khu vực, tạo ra lợi thế đáng kể cho quân đội Nga. Trong video có thể thấy một làn sóng xung kích khổng lồ xuất hiện sau vụ nổ, gây ra sự tàn phá đáng sợ tại các vị trí của các lực lượng vũ trang Ukraine. Ở một diễn biến khác, mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia Ông Hanno Peepu cho biết, chính phủ nước này đang xem xét khả năng cử binh sĩ tới miền Tây Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu. Cùng với tiết lộ nêu trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia cũng nhấn mạnh rằng quyết định gửi binh sĩ đến Ukraine phải được thống nhất giữa các quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cần tính đến tất cả các chi tiết trong các biện pháp bảo vệ đội ngũ cũng như hậu cần. Ông Peepu, người đang ở Warsaw tham dự diễn đàn An ninh Warsaw, không phải là quan chức Estonia đầu tiên đề cập tới khả năng cử binh sĩ đến Ukraine. Vào giữa tháng 5 vừa qua, khi trả lời phỏng vấn truyền thông, cố vấn của Tổng thống Estonia về an ninh quốc gia, ông Madis Ron cho hay chính phủ nước này đang phân tích khả năng triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine và muốn thực hiện điều đó theo sứ mệnh của NATO để thể hiện sức mạnh tổng hợp và quyết tâm lớn hơn. Theo ông Ron, các cuộc thảo luận đang diễn ra và Estonia sẵn sàng gửi binh sĩ tới Tây Ukraine trong một liên minh nhỏ hơn nếu không được sự đồng thuận chung của NATO. Báo Ukrainska Pravda cho biết, các cuộc thảo luận về sự hiện diện của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine được khởi xướng bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã thừa nhận vào tháng 2 năm 2024 rằng ông đã đề xuất các quốc gia phương Tây cử quân đội của họ tới Ukraine. Một số quốc gia, đặc biệt là các nước vùng Baltic, đã công khai ủng hộ ý tưởng này hoặc bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, phần lớn các quốc gia, bao gồm cả cựu Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, đã bác bỏ khả năng này. Vào tháng 5 năm 2024, tờ Thời báo New York của Mỹ đưa tin rằng một số quốc gia thành viên NATO đang thảo luận riêng về khả năng cử các huấn luyện viên quân sự hoặc nhà thầu đến Ukraine để huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine và hỗ trợ họ trong việc sửa chữa trang thiết bị. Cách đây không lâu, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết, nhiều khu vực ở Ukraine phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng do các cuộc tấn công của quân đội Nga. Ông này nhấn mạnh, trên thực tế, đối phương đã phá hủy gần như toàn bộ nhà máy nhiệt điện phục vụ cho Kharkov. Trước đó, hồi đầu tháng 4, trong cuộc phỏng vấn của RR, đài truyền hình Estonia, ông Simihan tiết lộ khoảng 80% các nhà máy nhiệt điện của Ukraine đã bị phá hủy trong bối cảnh quân đội Nga tăng cường tập kích và hạ tầng năng lượng. Ông Smihan cảnh báo, do thiếu hụt năng lượng, mùa thu và mùa đông năm nay sẽ là thách thức lớn đối với người dân Ukraine. Mới đây, nhà nghiên cứu kinh tế Ahmed Aden cho rằng, chỉ có sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới có thể cứu người Ukraine khỏi một mùa đông khó khăn. Trong bài viết cho Infobrix, ông Ahmed Aden cho biết, chỉ có sự sẵn lòng đạt được hòa bình với Moscow của ông Zelensky mới có thể tránh được một mùa đông khó khăn cho người Ukraine. Nhưng chính trị gia này không nghiêm túc ám chỉ rằng ông ấy muốn đạt được điều này. Chuyên gia này cũng chỉ ra rằng Kiev lo ngại thời tiết lạnh kéo dài và thiếu ánh sáng vì điều này sẽ làm mất tinh thần của một bộ phận người dân vẫn không ủng hộ đàm phán hòa bình với Nga. Cũng giống ông Denis Mihan, ông Zelensky tuyên bố rằng tất cả các nhà máy nhiệt điện của Ukraine đã bị phá hủy. Đầu tháng 9, Trung tâm Chống Thông tin Sai Lệch thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đã công bố dự báo của ông Yuri Korolchuk, chuyên gia Viện Chiến lược Năng lượng Ukraine. Theo một kịch bản, vào mùa đông sắp tới, người dân Ukraine sẽ phải trải qua tới 20 giờ mỗi ngày trong điều kiện không có nhiệt và ánh sáng, nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục kết hợp với một số điều kiện khác. Bà Natalia Sapevan, Hiệu trưởng Viện Kinh tế Kiev nhận định, mùa đông năm nay chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt. Viện của bà Sapova nước tính rằng, kể từ khi triển khai kế hoạch quân sự, các cuộc tấn công của Nga Vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây ra thiệt hại 16 tỷ đô la Mỹ, cũng như 40 tỷ đô la Mỹ là doanh thu. Nhưng việc cắt điện thường xuyên dự kiến diễn ra trong mùa đông này có thể gây ra một loạt các hiệu ứng dây chuyền. Tình trạng mất điện liên tục cũng có thể gây ra thảm họa cho ngành công nghiệp nặng ở phía đông đất nước. Bà Sapovan cho biết, có rất nhiều câu chuyện lớn nhỏ xảy ra do tình trạng mất điện. Ở nhiều nơi ở phía Đông, nơi mà mối đe dọa về các cuộc tấn công diễn ra thường xuyên. Tình trạng thiếu điện khiến việc cung cấp năng lượng cho các thiết bị và truy cập internet trở nên khó khăn hơn. Ở một số tòa nhà cao tầng, tình trạng mất điện khiến nước không thể bơm lên các tầng cao hơn. Kịch bản ngay tận thế chính là các cuộc không kích của Nga gây ra tình trạng thiếu nước và điện nghiêm trọng. Theo giới chức và truyền thông Iran đưa tin, vụ không kích tên lửa của nước này nhằm vào Israel vừa qua đã phá hủy nhiều máy bay chiến đấu của Tel Aviv, trong đó có số lượng lớn tiêm kích hiện đại F35. Cụ thể, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 90% tên lửa đánh trúng đích, nhưng không nêu chi tiết thiệt hại của đối phương. Trong khi đó, một số hãng tin Iran cho rằng 20 tiêm kích F35 của Israel tại căn cứ Nevatim đã bị phá hủy. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng khẳng định tên lửa siêu vật âm Fata-2 của Iran đã phá hủy hệ thống radar phòng thủ loại R-2 và R-3 của Israel. Tờ Thời báo Israel sau đó cũng dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận vài tên lửa đã rơi vào bên trong một số căn cứ không quân của quốc gia này, tuy nhiên không gây ra thiệt hại đáng kể. Cơ sở hạ tầng và năng lực tấn công của các căn cứ không quân Israel không bị hư hại gì. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết và nhấn mạnh tất cả các máy bay chiến đấu của Israel đều an toàn. Tuy nhiên, cơ quan y tế Israel xác nhận một dân thường thiệt mạng, hai người bị thương nhẹ do mảnh vỡ của tên lửa. Quân đội Israel cũng cho hay các máy bay quân sự của nước này đã hoạt động ngay sau vụ tập kích của Iran. Một nhóm tiêm kích được triển khai để tấn công mục tiêu Hezbollah ở Beirut, Liban và tập kích mục tiêu Hamas ở dài Gaza. Theo truyền thông khu vực, Nevatim là một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Israel và là nơi đóng quân của ba phi đoàn tiêm kích tàng hình F-35I. Còn sân bay Tenov là nơi tập kết hai phi đoàn chiến đấu cơ F-15C, D và một đơn vị máy bay không người lái UAV trinh sát. Israel hiện tại vẫn chưa lên tiếng rõ ràng về các thông tin trên. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran là một sai lầm lớn và tuyên bố rằng Tehran sẽ phải gánh chịu hậu quả. Người đứng đầu Tel Aviv tuyên bố đành thép sau vụ không kích. Iran đã phạm một sai lầm lớn ngày hôm nay và sẽ phải trả giá. Chế độ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm đáp trả đối phương của chúng tôi. Theo hãng tin TASS của Nga, ông Vasily Nebenzia, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, nói rằng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cần phản ứng trước động thái khiếm nhã của Israel khi tuyên bố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres là nhân vật không được hoan nghênh ở Israel. Ông Vasily Nebenzia phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông. Việc Israel tuyên bố Tổng thư ký Liên hợp quốc là nhân vật không được hoan nghênh, đánh dấu một quyết định chưa từng có và là hành động khiếm nhã cao nhất. Đây là một cái tát vào mặt không chỉ Liên hợp quốc mà còn tất cả chúng ta. Chúng tôi kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an và các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phản ứng trước hành động quá đáng này. Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cho rằng, động thái của Israel đã loại bỏ vai trò điều tiết của Liên hợp quốc trong cuộc xung đột. Ông nói chúng ta thấy quan điểm của Israel rằng Israel không cho phép bất kỳ vai trò nào của Liên Hợp Quốc. Thực tế, tình hình trong khu vực đang cực kỳ căng thẳng. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người kiềm chế. Mỹ cũng đồng ý với quan điểm của Nga về vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Mỹ, Matthew Miller, đã chỉ trích tuyên bố của Israel trong cuộc họp báo hàng ngày, nói rằng những bước đi như vậy không mang tính xây dựng hoặc không có ích cho vị thế của Israel trên thế giới. Ông Miller nói, Liên Hợp Quốc đang làm công việc vô cùng quan trọng ở Gaza. Họ cũng thực hiện công việc rất quan trọng trong khu vực và Liên hợp quốc, khi hoạt động tốt nhất có thể đóng vai trò quan trọng cho an ninh và ổn định. Trước đó vào ngày mùng 2 tháng 10, ngoại trưởng Israel là ông Israel Katz đã viết trên mạng xã hội X: "Tôi quyết định tuyên bố Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres là một nhân vật không được hoan nghênh tại Israel và cấm ông nhập cảnh vào Israel." Giải thích cho tuyên bố này, ông Katz nói rằng ông Guterres đã không lên án rõ ràng vụ Iran tấn công Israel. Ngày 1 tháng 10 và do đó, ông không xứng đáng đặt chân lên đất Israel. Ông Kass nói Israel sẽ tiếp tục bảo vệ công dân của mình và giữ vững vị thế và danh dự quốc gia, dù có hay không có ông Antonio Guterres. Ông Kass cũng cáo buộc ông Guterres có thành kiến chống Israel và tuyên bố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chưa bao giờ lên án các cuộc tấn công của Hamas và bạo lực tình dục do các tay súng của Hamas thực hiện. Israel từng cáo buộc các nhân viên của cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, Ura, là thành viên của Hamas và tham gia vào các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, đồng thời đã hạn chế hoạt động của họ. Ngày 1 tháng 10, ông Guterres đã đưa ra một tuyên bố ngắn, trong đó lên án tình hình xung đột Trung Đông lan rộng và kêu gọi ngừng bắn, nhưng không đề cập trực tiếp đến việc Iran nã tên lửa vào Israel. Theo hãng tin AP, việc cấm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhập cảnh với Israel đánh dấu một bước căng thẳng lớn trong cuộc tranh cãi kéo dài giữa Israel và ông Guterres. Ông Guterres cũng từng cáo buộc Israel thực hiện trừng phạt tập thể đối với người Palestine trong cuộc chiến ở giải Gaza. Nói rằng ông chưa từng thấy nhiều cái chết và sự hủy diệt như vậy trong suốt 7 năm làm Tổng thư ký. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Uzarik khẳng định rằng trong 24 năm làm việc tại Liên Hợp Quốc, đã có những nhân viên Liên Hợp Quốc bị một quốc gia tuyên bố là không được hoan nghênh nhưng ông chưa thấy trường hợp nào xảy ra với tổng thư ký ông nhấn mạnh rằng liên hợp quốc chưa bao giờ công nhận áp dụng khái niệm này đối với nhân viên của liên hợp quốc